Điều tôi cam kết hết mình và đồng thời cũng là nỗi ám ảnh của tôi, đó là con người tôi của ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Tôi sẵn sàng từ bỏ những tiệc tùng, cà phê, tán chuyện và những điều vô bổ khác. Bởi tôi biết đó không phải giá trị của tôi. Bất kỳ ai hay điều gì lôi kéo tôi ra xa giấc mơ của mình, tôi sẵn sàng từ bỏ. Tôi cam kết phát triển bản thân chứ không phá hủy bản thân. Họ nói tôi ngu ngốc khi chọn con đường này. Đúng, con đường này khó khăn hơn, chông gai hơn, gập ghềnh hơn. Nhưng tôi sẽ đạt được nhiều hơn. Con người tôi sẽ hoàn thiện hơn. Tinh thần, thái độ, thể chất của tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cuộc đời tôi phải đặc biệt và ý nghĩa. Để sau này khi nhìn lại, tôi sẽ tự tin nói rằng tôi đã lựa chọn con đường khó, nhưng đó là lựa chọn đúng. Mỗi cuối ngày hay mỗi cuối tuần, khi người khác than thở, nguyền rủa những xui xẻo mà họ gặp phải, tôi sẽ chịu trách nhiệm 100% vào những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi hành động và chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề của mình. Tôi không bao giờ than phiền về một ai hay tình huống nào đó. Con người tôi hôm nay chính là phản chiếu hoàn hảo cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong quá khứ. May mắn và cơ hội chỉ đến cho những ai đã chuẩn bị đủ mà thôi. Tôi cam kết sẽ trở nên tốt hơn mỗi ngày. Tôi sẽ học mỗi ngày, tôi sẽ đọc mỗi ngày, tôi sẽ luyện tập mỗi ngày. Tôi sẽ tìm ra cách để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi sẽ nỗ lực cho đến khi sự yếu đuối biến thành sức mạnh. Tôi sẽ vươn lên đến tiềm năng cao nhất của mình, vượt lên trên những giới hạn của mình trong quá khứ, vượt lên trên những giới hạn mà gia đình bạn bè áp đặt cho tôi. Vượt lên trên những tiêu chuẩn chung của xã hội, tôi đứng lên mạnh mẽ và tạo lối đi riêng cho cuộc đời mình.